Hello các bạn, chúng ta tiếp tục học bài số 5 nha. Có lẽ đây là clip hướng dẫn cuối cùng. Thực ra là hạng mục công việc thì rất là nhiều như thầy đã nói rồi, vì mà cần rất là nhiều thời gian để làm việc. Ha, khi mọi thứ nó bắt đầu nhiều lên, phức tạp lên thì cần nhiều thời gian để giải quyết vấn đề, chứ đâu có đơn giản là làm mấy cái đồ món đâu. Thế thì để hoàn thiện được một cái không gian nội thất thì tường rồi, chúng ta còn trần, còn sàn nữa. Chúng ta đã bắt đầu làm cái trần thì vấn đề là về design cái trần á, nó muôn hình vạn trạng, tất nhiên nó vẫn phải dựa trên các nguyên tắc về kỹ thuật, kích thước của vật tư, cao độ của trần kết hợp với đèn đóm thế nào, để thi công ra làm sao thì các bạn coi ở trên mạng thì các bạn hình dung ra, để vẽ được một cái trần cơ bản vuông hay tròn thì nó cũng tạo ra từ các tấm thạch cao bắt vào như này. Đây là trần thạch cao liền nha, còn trần thạch cao thả nữa. Đây là những cái cấu tạo của cái trần, nó sẽ giặt xuống nhiều đây khoảng 70 đến 100, và hở khoảng hở này cũng là 70 đến 100, nó cũng hở nhiêu đó. Khoảng từ đây đến đây thì nó là tùy nghi, bao nhiêu cũng được, nó tùy diện tích nhà. Còn các bạn có thể coi thêm cái cấu tạo cái này nữa. Cấu tạo của cái trần thạch cao trên thực tế nó làm sẽ là như thế này. Nó sẽ có cái xương treo thì các bạn không thể quan tâm. Các bạn quan tâm cái này, cái thanh chắn này, cái trần lớp trần dưới, cái thanh chắn ở đây. Hai thanh chắn này rất là quan trọng để chúng ta bỏ đèn vào đây. Nó hắt lên đây, hắt ra ngoài. Hắt lên đây, hắt ra ngoài nha. Để hắt vào đây, hắt lên đây, hắt tùm lum, hắt ra ngoài. Đó, nó như vậy. Nào, bây giờ thầy giả sử thầy có một cái tường trần nào đó, ví dụ là 3m, 10m đi. Thầy làm ví dụ, hay là nhìn cái hình này nhá. Làm ví dụ kiểu như này đi. Chúng ta sẽ vẽ một cái trần nó như vậy. Trước tiên là thầy giả định là có một cái bốc, đó là cái trần bê tông đi nha. Thầy giả định như thế, một cái trần bê tông nó chiều này có khoảng 10m. Chiều này cỡ khoảng 5m đi. Đó. Độ dày của trần bê tông thì đối với nhà dân dụng thì nó cỡ khoảng 100. Như thế này. Đó, trời, đỏ chét. Thì sẽ đổi cái màu khác nhìn cho nó đỡ ghê. Ví dụ cái màu bê tông xám xám. Chúng ta sẽ cho cái trần bê tông nó ở cao độ, thành ví dụ như là 3500. Đó, đây là cái trần bê tông nha. Thầy cũng sẽ phi di lén ấy nó lại ha. Đó. Thế thì chúng ta sẽ vẽ mô phỏng một cái trần thạch cao cái kiểu như cái này, nghĩa là có cái viền xung quanh ha. Sau đó là có một cái ở giữa như này nữa đi. Thế cái viền xung quanh thì các bạn sẽ vẽ như thế này. Các bạn sẽ vẽ bằng cái sáp 2D ha. Một cái rạch ten, muốn thì bắt dính, bắt riếc thì bắt dính nha, thì các bạn thôi. Đó, em vào đây bắt qua đây. Sau đó chúng ta click chuột phải, cần vọt qua một cái SP line, nhấn phím số 3 để qua cấp độ đường. Chúng ta sẽ insert nó vô khoảng 600. Đó, nó insert vô đây khoảng 600. Thầy sẽ làm hơi khác cái bài kia đi một tí, miễn làm đảm bảo là có tròn có vuông cho các bạn hết. Là được rồi. Ok, sau đó chúng ta mới adjust nó lên. Các bạn adjust nó lên. Trên thực tế cái trần thạch cao này, nếu như mà theo cái cấu tạo ở trên đây này, lúc nãy thầy có nói các bạn ấy, này, nó mỏng lắm. Có 3 phần là chúng ta phải làm cho cái cạnh này lên nữa. Thế thì chúng ta sẽ phải làm cái cạnh này nữa. Chúng ta sẽ phải làm, nghĩa là chúng ta vẽ ra cái này, chúng ta phải vẽ ra cái này, vẽ ra cái này. Cái lớp trên này thì coi chúng ta coi như là cái trần bê tông ở trên ha. Trần bê tông ở trên nó sẽ đụng vào chúng ta, nên chúng ta cũng có rồi cái đó rồi, nên cái này đây ha. Đó, cái cách làm của chúng ta là như vậy. Thế thì sẽ ít chớt lên mỏng thôi, cứ khoảng trên thực tế cái thạch cao thì nó có 8 ly à, nhưng mà kể cả xương nữa nó cứ khoảng 30 ha. Đó, nó 30 như thế này ha. Nhưng mà nó đang bắt ở đây nên chúng ta sẽ phải đưa nó xuống dưới ha. Nhấn phím F, Z, đây G nha.
để thầy cho nó xuống dưới, thấp xuống thông thường từ đây đến đây. Thầy sẽ sửa cái lưới này nó là 100. Đó. Thì khoảng từ đây lên đây khoảng 200, 150 đến 200 thôi nha. Không có nhiều hơn nha. Đó, 150 đến 200 thôi. Đó, nó khoảng đây. Thế thì đây là chúng ta có một món này nha, là cái trần. Bây giờ tạm thời cái này thầy sẽ deep lay box nó. Đây là một cái cách để các bạn ẩn một phần của cái trần bê tông đi ha. Đó, các bạn có thể chú ý chỗ này nha. À, để làm gì chúng ta nhìn thấy cái trần dưới chúng ta thiết kế nó ấy nha. Thế thì chúng ta sẽ chọn vào, chọn cái trần này ha, chọn cái vào thẻ display này, chú ý thẻ display này ha. Đó, chọn thẻ display. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái display box, nghĩa là chúng ta chỉ có để cái trần này nó xuất hiện dưới dạng dây khung frame thôi. Khi render lên thì nó vẫn là cái trần bình thường, nó là cái trần bình thường thì nó không ảnh hưởng gì trong quá trình chúng ta render cả, nhưng trong quá trình chúng ta vẽ thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta khi design ha, vì nó không bị lấp nên chúng ta sẽ vẽ cái này lên nó dễ nha. Thế thì đây là cái trần chúng ta đang vẽ dở, chớt lên thì sẽ chuyển qua dạng edit poly ha, bằng cách nhấp vào đây cũng được hoặc là click chuột phải đây cũng đều được nha, convert cho edit poly. Sau đó chúng ta chọn mặt này, chúng ta insert vô ha. Đó, insert vô. Đó, cái này nó bản này nó lại bị tất nhiên là các bạn làm quen rồi thì đánh cái này nó bình thường thôi. Các bạn insert vô khoảng 30 chẳng hạn như thế ha. Đó. Thế là xong. Một cái để chúng ta chớt cái viền này lên để có được cái G ha. Thứ nhất, còn cái G bên trong nữa nên chúng ta sẽ click chuột phải, chúng ta sẽ là insert tiếp một phát nữa. Lần này chúng ta sẽ đánh ở đây 100. 100. Đó, là chúng ta có được cái này nó lùi vào đây 100. Chúng ta lại insert tiếp phát nữa. Hơi bị nhiều đó. Nghĩa là 2 3 lần insert 30 100 30. Đó, để làm gì? Đây bây giờ tôi mới chọn cái này này ha. Đó, chọn cái này này. Đó, để làm cái G này này. Thấy không? Cái G này này. Đó, chứ thầy chọn được 4 mặt này nha. Click chuột phải, tôi sẽ insert lên. À, như thầy đã nói nó chỉ cao từ 7 đến 10 thôi. Nên lúc nãy cái này nó 3 rồi, nên cái này nó chỉ lên được 40 50 nữa thôi. Đó, không có hơn được nữa ha. Đó, là nó được cái G của cái trần thạch cao khi dưới đất nhìn lên thấy cái này. Còn cái G này các bạn đừng nghĩ là dưới đất nhìn lên không thấy nha. Nó ngoài cái tác dụng kỹ thuật là che những cái xương ha. Và nó có tác dụng cực kỳ quan trọng nữa là để nó chắn ánh sáng, để ánh sáng nó hắt vào đây và nó hắt ra ngoài, nó hắt xuống dưới nha. Nên là nó rất là quan trọng. Mặc dù và thêm nữa là từ dưới đất nếu trần thấp và nhìn trần cao xa nhìn từ ra người ta sẽ thấy được cái xương này đấy, đừng có đùa. Ha, nên là phải vẽ cái này thì nó chớt lên là từ đây lên đây 150 thì các bạn để 150. Đó, 200 thì để 200. Vậy thôi. Không có vấn đề gì ghê gớm ở cái chỗ này cả. Đó, là như vậy các bạn xử lý được cái trần này ha. Đó, được chưa? Là đến lúc này chúng ta sẽ bỏ đèn vào đây. Đèn thì chúng ta sẽ sử dụng vài loại đèn. Có thể nó vuông, nó thẳng thì chúng ta sẽ sử dụng loại đèn vuông. Còn nếu là nó cong queo, gồng queo thì chúng ta vẽ cái đèn nó là một cái đối tượng tự phát sáng ha. Nên là thầy có thể vẽ trước cái đối tượng đèn ở đây cũng được. Nếu mà dùng cái đối tượng tự phát sáng ha, là các bạn vẽ ra đây này để các bạn hình dung là người ta bỏ cái dây đèn led vào đây này ha. Đó, cho nó to lên thì các bạn hình dung đấy thôi, là trên thực tế là người ta bỏ cái dây đèn led vào đây nó to cỡ khoảng như thế này ha. Đó, người ta bỏ dây vào đây để thay đổi màu khác cho các bạn dễ nhìn này. Đó, người ta sẽ bỏ dây đèn led đâu đó vào đây để đến lúc là nó phát sáng ra ha, thì nó hát ra nha. Tất nhiên thì bỏ nó chưa chính xác, nó lên tít cao đây rồi, nó ở đây này, nó chìm ở đây này. Đó, đây là chúng ta có được cái trần thạch cao mà ở cái viền ngoài ha, những cái viền ngoài như này ha. Đó, thì đến lúc hát sáng là nó sẽ hát như thế này ha, hay là nó cong cao vòng vèo như này đấy, thì tùy ra chúng ta bỏ những cái cong này thì chúng ta lại phải chơi cái món khác. Đó, cái kiểu khác, đèn khác cũng được
Nào, bây giờ thì để cong thì chúng ta giải quyết vấn đề như nào? Như thầy đã nói, cái trường trần vuông thì các bạn ít chớt nên cái này nó dễ ha, vì các bạn chọn có mấy cái mặt à. Nhưng giả sử nó cong, ví dụ thầy sẽ làm ở đâu đó, ở đây có một cái cylinder đi cũng được ha, ví dụ nó có một cái cong ở giữa như thế này, để nhấn điểm nhấn vào đây thôi ha. Các bạn cao cái này cái bằng 1 thôi, radius ở chỗ này đánh đại, nhưng mà các bạn cũng sẽ đánh những cái giá trị mà nó phù hợp với cái kích thước của vật tư, tấm thạch cao 1m2 hay 1m4, chứ không phải đánh bừa. Đánh bừa cũng phải không được, mà đến lúc nó lối thạch cao vào thôi, nó tốn kém hơn làm nó lâu hơn thôi, chứ không có gì ghê gớm ha. Cao lên thì giống như lúc nãy là thầy làm bằng 8 thì 8, cái này 80 chẳng hạn như thế. Nhưng chú ý cái segment này này nó phải lớn lên, chứ này nó gãy hết ha, nó gãy hết như này thì nguy hiểm quá ha. Hết sức chú ý cái chỗ này, các bạn cứ hay bị bỏ qua mất cái này thì cuối cùng là cái trần sau khi biến đổi một hồi mới phát hiện ra nó gãy thì sửa lại không được, mất công vẽ lại. Nên các bạn đánh cái chỗ này tối thiểu phải 32, thậm chí là đến 54-48 gì đó nó mới mượt ra như này ha. Ít nhất là như thế nha, là 48 đi ha. Đó, nó vừa đủ như thế nha. Đó, rồi chúng ta mới đưa lên đây. Tất nhiên chúng ta có thể đánh chính xác cái kích thước ở đây nha, chứ không phải là đưa một cách hơi bừa như này. Tùy các bạn vẽ đánh đúng, ví dụ cốt của cái này 3,5, cái này 3m3, 3,3, 0,0 ví dụ như thế. Đấy, nó cái này nó có phải thấp hơn xuống được, cao hơn được, không sao. Cái viễn nghĩa là chúng ta vẽ được cái này, thế thì chúng ta cũng lại phải cho cái viền nó lên ha. Đấy, làm ra lại lít chuột phải, cần vọt ra exit poly, chúng ta chọn mặt lít chuột phải, insert vô ha. 30 ha, lại 30 lại sọt tiếp phát nữa ha. Đó, là 100 à, rồi sọt tiếp phát nữa 30 nữa. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chọn cái mặt này này để chúng ta sẽ đi chớt nó lên. Nhưng mà nếu mà có nhiều mặt các bạn cứ nhấp nhấp này thì chắc là mệt lắm ha. Nên là nhớ là phải nhấp đúc một cái để nó sẽ chọn, nhấp đúc nó sẽ bao hết cả lên như này. Hoặc đôi khi là chúng ta quét chọn, có những cái cách chọn khác, không phải là cho cái trần thạch cao mà cho những cái trường hợp khác nữa. Mà tiện đây thì thầy nói luôn chứ không có cái gì. Là ví dụ đôi khi chúng ta sẽ phải đi chọn cái cạnh ha, chúng ta chọn cái cạnh này này. À, chúng ta lít đúc nó liền bao đây, và chúng ta lại lít chuột phải, chúng ta chuyển qua face thì nó sẽ được hai mặt, mặt này và mặt này. Đó, mặt ở đây. Thế nhưng mà cái mặt này chúng đâu muốn phát triển gì đâu, chúng ta muốn phát triển cái mặt trên thôi, nên chúng ta phải trừ cái mặt này đi bằng cách nhấn an, chúng ta quét ở đây thì nó trừ đi thôi, thì cuối cùng là vẫn còn lại cái mặt trên này thôi ha. Tất nhiên không ứng dụng trong cái trường hợp này, trường hợp này là trường hợp các bạn chỉ cần lít đúc nó cũng được rồi. Các bạn lít chuột phải, các bạn lại chớt lên thôi thì cũng lại lên 50 cũng được, 50% gì tùy nhá. Vì cái này chúng ta là hạ thấp xuống thì có thể là lên, ví dụ cộng tổng kia 3,5 là lên 80 thì cho nó được 100. Nên cái này chúng ta sẽ lít đúc này, chúng ta phát triển nó lên làm cái G thì cái này thì phải lên nhiều, ví dụ lên 200 đó. Thì chúng ta thả đèn vào đây, đèn là cái vật liệu phát sáng, cũng làm cái vẽ cái cycle, chúng ta to lên đường kính khoảng tầm 20-40 tùy tạo được, bỏ vào đây thì nó sẽ phát sáng, như vậy thì nó sẽ kết nối với cái trần này. Đấy, thì để đúng lúc đến lúc chúng ta nhìn xuống từ dưới lên này này đó, chúng ta sẽ thấy nó phát sáng đúng thôi ha. Render lên thì nó sẽ phát sáng ở đây đó. Trong chỗ này thì chúng ta lắp thêm mấy cái đèn khác nữa, những cái đèn đèn đĩa âm trần. Thông thường ở đây người ta làm dùng thêm những cái đèn này này ha. Đó, đèn đó thì nó gọi là đèn đĩa âm trần ha. Xem đây có cái nào, nó người ta khoét cái lỗ như này này, nhưng các bạn cũng không cần khoét đâu ha. Để người ta bỏ những cái đèn này này, nó có rất là nhiều loại đèn, thế thì chúng ta vẽ ra những kiểu đèn đơn giản thôi ha. Đó, người ta khoét lỗ người ta bỏ đèn này, có những cái loại thì chúng ta phải khoét thật ha. Đây những kiểu trần ngày xưa người ta dùng còn đèn compact ha, nó âm sâu vào trong thì chúng ta phải đục lỗ thật. Nhưng còn bây giờ là nó dùng những cái đèn đĩa như này này, chúng ta thường vẽ cái kiểu như này thôi, cái đường kính nó cỡ khoảng 120 hoặc 150, nó tùy vào công suất đèn, nó tỷ lệ thuận với công suất đèn ha. Đường kính tỷ lệ thuận với công suất đèn, xong rồi chúng ta giặt vào, chúng ta cho chất liệu chỗ này phát sáng, cái này nó chỉ là sơn trắng sơn đen ha.
Thì tùy do mỗi loại đèn thì nó khác nhau. Đấy, nó phát sáng lên như thế này. Chúng ta chỉ vẽ một cái đĩa đấy thôi, chúng ta chả vẽ cái gì mà chúng ta áp vào trần thôi. Thì chúng ta vẽ như sau. Các bạn sẽ vẽ bằng cũng bằng cái cylinder ở đây, nhỏ thôi nha. Thế thì nó như thầy đã nói, đường kính những cái loại đèn này á, công suất từ 9 đến 11W thì nó đường kính là 120 120, nhưng cái này nó là 60. Cái này radius mà. Đó. Cao độ, chiều cao thì các bạn cứ để nó là 50 100 gì cũng được. Thì 50 5 10, nghĩa là mỏng nó nhỏ xíu như này nè. Đặt vào đây, nếu giải vòng vòng ở đây thì nó cũng thế thôi. Ha. Chúng ta ví dụ đặt ở đây một cái. Ví dụ nó như thế nha. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ model nó trước đã. Ha. Đó, nó như này, chúng ta sẽ model nó ở mặt dưới thì chúng ta đưa lên chúng ta khỏi phải lật. Ha. Thì nó tròn tròn như này, nhưng mà cái số lượng này 48 thì nhiều quá nên chúng ta chỉ cần 24 thôi. Với cái loại đèn như này chúng ta chỉ cần thế thôi. Các bạn sẽ chuyển nó sang cái edit poly ha. Nhấn phím số 4, chọn cái mặt. Chọn cái mặt, sau đó chúng ta click chuột phải, convert to X. À, sau đó chúng ta chamfer cái viền này đi, chứ cái viền nó không sắc bén như này được. Nên chúng ta phải chamfer nó đi. Ha, cái giá trị nó có thể là lên. Đấy, các bạn thấy cái bảng chamfer ở phiên bản 2022 mà các bạn nhìn nó dạng không phải rút gọn như này thì chết. Ha. À, nó nhìn không biết cái nào với cái nào, quên mất đấy. Thế thì các bạn sẽ nhớ phải vào custom preference. Con bỏ cái enable candy control đi, cái thằng này này, bỏ nó đi nha. Đó. Thì các bạn bây giờ các bạn chamfer thì nó khá là dễ, bởi vì nó là bảng setting full option đầy đủ thì các bạn đọc nó dễ. Đó. Thì cái này các bạn cho nó cỡ bằng bằng 2 đi. Đó. Thì nó lớn. Đó. Tùy nó tròn nhỏ cho nào thì các bạn có thể cho bằng 1 cũng được. Thầy sẽ để như này và chọn cái này quát để nó chặt chéo thôi, cũng chả cần làm gì thêm. Ha. Đấy, để cho nó chéo, nó vát đi, nó đừng có sắc cạnh, nhìn nó kỳ lắm. Tiếp theo chúng ta lại nhấn phím 4, chọn cái mặt, chúng ta insert. Insert vô thông thường từ 8 đến 12. Ha, đây này, nó thụt vào 8 ly này, như này này. Và nó sẽ bị lõm vào đúng không? Này, nó sẽ lõm vô, tất nhiên nó có nhiều trò ở đây nha, tùy các bạn làm cái đơn giản như này thôi. Ha. Đó, các bạn sẽ chọn vào cái bevel. Ha, bevel, nhưng mà giá trị này nó chất âm và trong chứ không phải là chất dương ra ngoài. Sở dĩ không dùng ít chất mà dùng bevel bởi vì nó phải vát, nó vát nên là nó sẽ âm vào 5 và cái này cũng âm 5 luôn. Đấy, các bạn sẽ thấy nó vát như này này, thì làm cho nó to đấy nha, chứ còn để các bạn dễ nhìn chứ không phải là âm 5 đâu. Các bạn muốn âm lấy thì âm thông thường nó chỉ âm 2. Tất nhiên mỗi loại đèn nó khác nhau chứ không phải cái loại đèn nào nó cũng vậy. Đấy, các bạn chỉ vẽ như này thôi. Ok, như vậy là chúng ta vẽ được cái đèn như này rồi. Chúng ta chỉ cần áp chất liệu, cái ngoài này là sắt, là thép, là đen, là trắng, là inox gì đấy thì tùy. Còn trong này là chất liệu phát sáng, là bề mặt nhựa mà thôi, chứ không cần làm cái gì cả. Tại vì thực ra đèn nó ở trên này nó hắt sáng ra. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được cái đèn, nhưng mà nó phải làm đúng ở vị trí. Ở đây, trên mặt tốt thì đúng rồi, nhưng mặt phân này thì nó còn đang ở đây. Thì các bạn sẽ đánh ví dụ 3300. Đó. À, cái này nó thấp hơn thì các bạn đặt vào đây. Các bạn có thể là đặt sát nó vào đây, âm vào đây cũng được, sao cũng được nha, tùy độ dày mỏng của mỗi cái đèn mà. Đó, các bạn đặt như này, thế bắt đầu các bạn mới giải cái đèn dọc ra đây ha. Thì không nhớ là nó bao nhiêu. Thông thường nguyên tắc giải đèn, những cái đèn này nó tùy vào cái không gian, là phòng khách, phòng ngủ hay gì mà số lượng đèn nhiều hay ít ha. Những không gian phòng khách nó cần nhiều đèn, nói chung là cái đèn cỡ khoảng 11W thì nó sẽ giải đi cỡ khoảng 1,5 m một cái đèn ha. Thì các bạn sẽ sử dụng công cụ là array này ha. Chúng ta sẽ giải ở đây theo trục y là 1500 ha. Chúng ta giải khoảng như thế, chưa chắc nó là chính xác bởi vì nó còn ra đây nó héo nữa. Thì chúng ta sẽ copy ra 5 cái, preview 1 cái ha. Đấy là thiếu, thế thì chúng ta sẽ thêm là 8 cái preview ha. Ok, đấy này nó thiếu một tí thì cái này là chắc là 1555 quá ha. Đó. Đó, như vậy là chúng ta sẽ giải ra đây là khít đến đây ha, đều chấm dắp nha. Đó, đều chấm dắp luôn. Thế là vừa rồi, số lượng đèn rất là nhiều đấy. Đấy là phòng khách thôi nha. Chứ còn những cái không gian khác nó không cần nhiều ánh sáng thì các bạn không nên dùng quá nhiều đèn, nhìn nó rất là rối, nó lắc vụn cái nhà, cái trần ra mắt ha. Nên là cái để chiếu sáng thì thông thường cái khoảng cách giải đèn, có những chỗ thì nó cần giải tới 1 mét một cái đèn,
có những chỗ thì nó chỉ cần 1.5-1.5 một cái đèn thôi, thì các bạn cứ lấy cái giá trị trung bình như này là được rồi. Đó, như này các bạn copy ra thì nhìn ra là nhiều lắm, quét chọn như này, nhưng quét này nó quét hết nên các bạn nhấp vào đây để các bạn quét bao chọn hết mới được, các bạn chỉ được như này thôi. Thế thì các bạn sẽ nhấn shift kéo vào đây thôi chứ cũng chả có cái vẹo gì ghê gớm ha. Chọn instant nha, để chúng ta sửa một cái thì sửa hết. Tất nhiên thì nói vui thế thôi, là để các bạn giải ra như này thôi, chứ còn chúng ta phải thiết lập hết chất liệu các thứ cho một cái này này đã, xong rồi đến lúc chúng ta mới giải ra nha, chứ không nó khỏi mất công là chúng ta đi làm chất liệu cho từng cái trong khi tất cả một đống đèn nó giống nhau. Khi chúng ta copy dạng instant thì nó giống nhau về mặt model thôi, còn chất liệu thì nó sẽ cho phép chúng ta áp khác nhau, tuy là cấu tạo giống y chang nhau ha, thay đổi cái này thằng này thằng kia thay đổi theo ngay, thế nhưng mà chất liệu thì nó sẽ được quyền độc lập ha, đó, không có chung vào với nhau. Nên là đây là cái cách thì hướng dẫn các bạn tạo ra một cái trần ha. Xem là thôi thì thầy định hướng dẫn gộp mấy món vào nhưng mà sợ nó dài thời gian, thôi thì bây giờ các bạn ngưng lại, coi lại, tua lại để các bạn vẽ cho được bằng được một cái trần dạng tròn, dạng vuông, dạng méo gì tùy các bạn, để các bạn sẽ ứng dụng sáp 2D rồi cái khối 3D x chớt x trước các thứ lên thôi là xong, cũng không có cái gì ghê gớm. Chúng ta còn những khâu đặt đèn đặt sáng chúng ta phải học riêng. Như vậy thôi, rồi cứ tạm thời ngưng cái clip này đã. Các bạn ráng làm cho nó được mấy cái kiểu trần thạch cao đi ha, và nhớ là đi tìm hiểu thêm kiến thức về trần thạch cao, chứ nó không chỉ như một cái ví dụ ông thầy ông vẽ đâu ha. Rồi, bye bye các bạn. 그린 아카데미 한국에서 나온 학원.